Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em lại tiếp tục đi phát tiền cho chị Yến Trần ở Mỹ tài trợ cho những người nghèo, những người khó khăn trong mùa dịch nha cả nhà. Đang đi trên đường thấy cô này đi lượm ve chai và nuôi một con bét rất là dễ thương quý vị ơi. Cô ơi vào đây cô hỏi chị một xíu ạ. Ủa cô làm công việc gì mà thấy cô đi trên đường quốc lộ vậy? Đi lượm ve chai đó cô. Lượm ve chai nuôi con bét đó hả? Ừ, nuôi con bé đen. Ủa cô coi cho hỏi cô tên gì vậy? Tên là Thủy, Nguyễn Thị Thủy. Rồi bữa giờ dịch bệnh là cô ở nhà hay là ở còn? Ở nhà mới đi đây. Mới đi đây hả? Giữa 3-4 tháng nay là cô làm cái gì để kiếm sống cô? Bởi vì khổ gì giờ người ta đòi tiền nhà tiền cửa này nọ mới sáng rồi mà cô không có tiền, cô phải là đi trả đi ấy đó. Nó hứa hẹn với chồng cô thì bệnh mà hứa hẹn thôi phải sống sao để trả tiền cho. Ở đường số 6 á con, ở Bình Chánh mà đường cô mướn phòng trọ đó mà người ta đòi tiền này nọ. Bao nhiêu tiền một tháng cơ? Một tháng 1,4 triệu chưa tính điện nước nữa. Dạ. Yeah. Cô nuôi mấy con chó? Ở nhà nuôi có 2 con, con vàng ở nhà tới con đen. Mình nghèo rồi mà còn tiền đâu mà nuôi chó, nuôi nó ăn kỹ không? Lâu rồi, cô bỏ không được. Nuôi lâu là lúc chưa có dịch nữa, 4-5 năm mà. Cô có sở thích là thích nuôi chó? Quán nuôi chó. Tại vì cô ở mình hay ở với ai? Ở với chồng mà chồng cô bệnh mà. Chồng có bệnh gì ạ? À? Bệnh phổi. Bệnh phổi là có đi làm không? Không, ở nhà cô nuôi không. Vậy là cô là người có nguồn thu nhập chính trong nhà hả? Ừ. Còn con cái thì sao? Con thì nó lớn hết rồi. Một đứa à, con đứa. Dạ. Cho mà nó dưới quê làm. Dạ, đi cứ dắt con chó này theo đó hả? Ờ, đi đâu cũng dắt, hết lắm chịu ở nhà. Dạ. Lên, nhảy lên xe rồi. Nó khôn vậy hả? Ờ, nó khôn mới nhảy lên xe à. Giờ tháo xuống thì nó có chạy không đi không? Nó cũng chạy nè. Bảo... Tháo xuống thử đi, con bé này nên nó chạy sợ lạc sao ta? Tiếng nó khôn quá. Đó. Con bé nè quý vị ơi. Một cô còn trang trí nó dễ thương, nó đi đái luôn. Trời ơi. Gái hay trai vậy cô? Con trai. Trai hả? Đen. Giờ cô kêu nó lên xe nó lên không? Nó đen. Ồ. Trước cái này nó thấp mà trước này thấp giờ nó cao nó nhảy không được vậy hả? Ông bởi chị trời ơi bạn nó còn nhảy lên. Ông con ngựa cũng mặc đồ rồi quá trời luôn. Kêu nó lên thử cái xe nó lên không con? Không, giờ cao quá nó leo không được mà trước còn thấp tại đổi cái xe mét rồi quý vị. Dạ cô ạ, cô ẩm nó lên hả? Cô phải ẩm xe kia nó ư rồi cô đổi thì đổi phụ xe tiền rồi cô ẩm nó lên thử nó lên không? Tại trước có bị xe đụng lên đi con. Nó con trai mà sao đem mẫu con gái vậy? Đồ con gái không á. Vậy hả? Ờ đồ ấy nó không chịu mặc cái này, nó nãy nó muốn bỏ ra. Vậy hả? Cái này là hộ thiên người ta cho nó đồ, dạ. Đồ con gái không á. Dạ. Đỡ thôi. Dạ. Nói nó quá nó mới mặc á. Chứ mặc đầm không à. Mặc đầm mà ăn trai sao kỳ vậy? Mà con trai nó mặc lộn gái không à. Kêu nó mặc đồ này năn nỉ nó chết luôn á. Nó muốn cắn nữa, nó cắn xé cái nát mà. Đồ con trai nó muốn xé luôn á. Dạ. Thôi giờ cô ẵm nó lên đi. Để đem. Ẵm nổi không? Được. Rồi nó cũng nặng ký lắm á. Nặng lắm á. Có tiền không có cắn ai hết á. Dạ ngày hôm nay con có được sự ủng hộ của một mạnh thường quân ở Mỹ là chị Yến Trần ở Mỹ. Có nói gặp hoàn cảnh khó khăn nào thì cho tiền. Thì hôm nay con sẽ nhờ anh Chính gửi cho cô 500 ngàn để cô ăn uống trong mùa dịch nha cô nha. Cảm ơn. Hôm nay là cũng là cái giao duyên của anh Bình Định Vũ Yêu đây. Thì cũng nhờ anh Bình Định Vũ Yêu đây chuyển cho cô là 500 ngàn do chị Yến Trần ở bên Mỹ. Thì con sẽ gửi cho cô là 500 ngàn để cô xây sở trong cái khúc mùa dịch này nha cô. Hai cờ của ít lòng nhiều nha cô. Lúc cô sức khỏe. Yến Trần đã tặng cho cô có đêm mùa dịch cô na cô biết rồi đó là cô rất là sung sướng giờ quá khổ cô phải chịu. Dạ rồi con cảm ơn cô ạ. Dạ dạ. Và gửi cho cô nuôi chó này là một bịch gạo luôn quý vị ơi, tại đang trên đường đi phát từ thiện về còn dư luôn gạo quá thì phát cho cô này luôn. Và bây giờ em với Toàn em đang đi trên đường á quý vị ơi,
thì gặp chú. Ủa chú làm công việc gì chú? Bị bán vé số quá. Chú cũng có khẩu trang cho con rồi. Nhưng mà bây giờ mình đâu có bán vé số nữa đâu. Bị xin ngang. Cái chân chú bị sao rồi chú? Bị tai nạn hồi nhỏ đó cháu ơi. Rồi bữa giờ dịch bệnh là chú ở ngoài đây làm cái gì chú? Đi xin ăn á. Đi xin ăn hả? Dạ. Tối chú ngủ ở đâu? Tối có mướn nhà trọ đó. Nó mướn nhà trọ nghèo lắm. Có chịu mấy tháng à, điện nước luôn á. Thì chú ở với ai? Ở có mình nè. Dạ, trời ơi, chú chân bị cục quý vị ơi. Nên là mình mua hay là ai cho chú? Của người ta cho chú á. Dạ. Chú có vợ con gì không? Vợ rồi mà chia tay rồi mười mấy năm rồi. Dạ. Ở của mình à. Chú bị cục chân và sinh hoạt có được không? Dạ. Chú bị vậy nè, chú sinh hoạt cái lăng của mình nó có khó khăn gì không? Đi được mà yếu lắm, cái vợ này yếu dạ. Lắm. Vậy là học không có con hả? Dạ không có. Vậy giờ về là ai chăm sóc vậy? Sống nhà trời thôi chứ. Để bữa giờ dịch bệnh thì có nhà nước hỗ trợ gì không chú? Được 1.2 triệu với một bịch quà. Dạ. Chú tự nấu ăn luôn hay sao? Rồi tự nấu ăn á, về nhà nấu ăn. Ta mới cho hộp cơm ăn rồi. Rồi chú vậy mà mỗi lần chú nấu vậy nó có gặp cái khó khăn gì không? Không, cà lết vậy vòng vòng trong nhà vậy nấu ăn. Vậy đi vệ sinh vẫn ổn mà chú? Dạ, có toilet ở trong nhà luôn. Dạ. Rồi cho ông chú đi xe tự chế xe lăn nè quý vị ơi. Chú bán vé số nhưng mà dịch bệnh là không có bán vé số. Nên là chú ở đây chờ có nhà hảo tâm nào đi ngang qua cho rau củ quả hay là cho tiền hay là cơm chú ăn qua ngày đúng không chú? À đúng rồi. Vậy đó. Chú có sợ về nhà rồi mình mất đi rồi không có con cháu chăm sóc rồi chú có sợ không? Sợ mà chú cứ nghĩ là cái số qua trời đã định cho mình vậy rồi thì giờ mình cứ sống vậy đi. Dạ. Chứ giờ muốn cũng không được, cái số mình trời đã định vậy. Vậy mình phó thác cho trời Phật đúng không chú? Ấy là mình phó thác cho trời Phật đúng không? Rồi, đúng rồi. Là mình sống được ngày nào hay ngày đó chứ mình không nghĩ, gì hết. Dạ. Thì ngày hôm nay con có được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là chị Yến Trần ở Mỹ. Thì nói gặp hoàn cảnh nào khó khăn thì trích ra 500 ngàn để cho. Thì bây giờ con sẽ nhờ Thòn gửi cho chú 500 ngàn nha. Trước thì chúc tụi con sức khỏe nha. Sau nữa cho chú gửi lời thăm Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Dạ. Thương xót ở cho tôi về mừng lắm. Dạ. Cảm ơn con. Dạ rồi con chúc chú sức khỏe sớm dạ, có công việc ổn định xíu để mình lo cho tuổi già nha chú nha. Dạ. Dạ, dạ rồi con với Toàn xin phép chào chú ạ. Hôm nay em ghé trong cái căn nhà của chú này. Chú này bị tế giàn giáo và bị bởi cái đây gọi gì ta? Cái bệnh đó. Anh hỏi, em hỏi chị trả lời. Chú là chú bệnh gì chú? À, tai nạn lao động. Tai nạn lao động hả? À? Người ta khoan đây là gọi gì sao ta? Con ốc hả? Không biết làm sao mà. Vậy nó có đau không chú? Đó, em ăn biết gì đâu, mình vô phòng. Giờ nó có đau không ạ? Dứt chơi nó sưng. Là khoảng bao lâu là mình tháo ống bít rồi ra? Đúng ra là tháo lâu rồi, bị dịch á, bệnh viện đâu có làm đâu. Muốn tháo về Vĩnh Long mới tháo được. Thì chú bị ở Vĩnh Long. Trời ơi. Ở Xuyên Á Vĩnh Long á. Trời ơi, nhìn thấy khổ sở cái bàn chân của chú nè. Ốc bít rồi. Nó nát hết rồi, nó nát hết rồi. Giờ nó sưng đỏ rồi. Ủa, trước dịch là chú làm thợ hồ hả? Chú làm bên mấy cái sự kiện, mấy cái nhà tiền chế rồi. Rồi mình làm khi mà tai nạn lao động là mình không có bảo hiểm, không có người ta hỗ trợ. Chú làm theo cái dạng tổng nguyện vậy đó. Giống như dạng lao động tự do. Chú làm tự do, làm ăn theo ngày đó hả? Nên đúng không rồi, qua công ty nên là không có chế độ đúng không? Không chế độ
Thế bữa giờ chú bị bao nhiêu lâu rồi? Chú bị lúc 17 tháng 1 thôi. 17 tháng 1 năm 21 là như là 9 tháng. 9 tháng gần 9 tháng rồi. 9 tháng đã mà tháo ra rồi chứ tới nay chưa cái tháo ốc vít ra quý vị ơi. Nếu mà lên trên chỉnh hình thì nó kêu phải về ở đâu gắn về đó tháo. Vậy hả? À. Chúng tôi chỉnh hình mình đi nè. Bây giờ sao mà đi vệ sinh đâu được chú? Lết không? Lết hả? Đó có cái bồ nó đấy. Vậy cái chân này đứng được không không hả? Đứng con vợ hả? À đứng con vợ cái cò cò lên đi hả? Cò đi chứ cái này đi động rồi nó gãy nữa. Gãy ngang nè. Là nhà chú có bao nhiêu người? Đó, hai chồng. Có con không ạ? Con nữa. Con nhỏ nãy á. Dạ. Trời ơi, ốc vít nè một cái gì ơi. Hồi đó nó bị gì mà sao nó khoan ốc vít vô để nó làm lại cái xương hay cái sao? Hồi đó chú bị cái không biết lúc mà vô phòng mổ rồi nó gãy hết trơn còn lật là dính da nè. Bây giờ nhưng mà bây giờ tháo ra thì mình có bớt không? Mình có đi được không? Không biết, đâu có biết đâu. Dạ chú cũng không biết là làm sao tháo ra làm sao đi rồi mình có đi lại được hay không rồi. Trời ơi, quý vị ơi thấy. Cái giờ nó tình trạng nó vậy á. Mà nằm chịu này 9 tháng rồi. Trời ơi. 9 tháng rồi tiện đâu mà tiêu xài bệnh tật nữa. Giờ chú làm công việc gì? Chú thì chú làm như mấy cái nhà tiền chế và bằng sắt á. Thấy con hỏi vợ chú á. Vợ hả? Đó bán xe hủ tiếu đó. Dạ. À, bán xe hủ tiếu hả? À, có bán được đâu, dịch này có bán làm ăn được đâu. Bữa giờ dịch bệnh này có bà có ổn không ạ? À? Mạnh thường quân hỗ trợ cơm dạ. Mì rồi đó, gạo rồi đó. Thì ăn lây lóc nữa đó. Mình có được nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu giờ không chú? Có. Được hả? À, hai vợ chồng nhận hết hả? À, nhưng mà mấy tháng này có mấy triệu sống. Dạ. Thì nhà cái hết đơn tháng hai chú mấy rồi. Phòng cái phòng là bao nhiêu tiền tháng? 1,5 triệu. À 1,5 triệu. Điện nước luôn cho tầm 2 triệu. 2 triệu mấy. Dịch bệnh thì chủ trọ mấy bớt ít chứ. Bớt được 1 tháng 2 thôi. Dạ. Với 1 tháng 1 thôi. Dạ. Nó cái chân này quý vị ơi. Là tới ngày tháo rồi nhưng mà do dịch bệnh không đi về Vĩnh Long được đúng không? Đúng rồi. Tại chú làm ở dưới mộ với Xuyên Á. Xuyên Á Vĩnh Long á. Dạ. Tại làm ở dưới đó có cái công trình đó. Không, nếu như ở đây mình tháo ra được mình làm dịch vụ rồi có tiền làm dịch vụ được đó, mà. Có tiền là cái gì không được. Dạ, chứ còn mà chuyển viện nó đâu có được. Đúng rồi, vừa có tiền thì mình làm dịch có vụ. Có tiền thì giờ đi gần đi Củ Chi, Xe Á Củ Chi cũng được. Dạ. Cũng chi nhánh của nó. Nó cùng hệ thống mà cũng không được luôn. Phải bắt gì Vĩnh Long. Cũng được, nếu mà cũng được nhưng mà người ta người ta nói gắn đâu về đó tao biết hơn. Trong này gắn sao sao tao biết. Dạ. Dễ hơn. Chứ mình qua hình ảnh này đâu có nắm chắc được. À, chú ơi, ngày hôm nay con có được sự giao duyên của cô Yến Trần ở Mỹ thì nói gặp hoàn cảnh khó khăn nào là gửi cho chú 500 ngàn và bây giờ con nhờ anh Chính sẽ gửi cho chú 500 ngàn nha chú. Dạ, hôm nay thì nhờ sự giao duyên của anh Bình Định dấu yêu Yến Trần gửi đến cho chú 500 ngàn xây sở trong mùa dịch. Dạ, cái này có ít lòng nhiều nha chú Yến Trần hả? Dạ chị Yến Trần. Cảm ơn chị Yến Trần nha. Dạ. Dạ thì số tiền này để chú mua sữa hay là gì uống và bổ sức khỏe nha chú. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ rồi cảm ơn chú nhiều và chúc chú sức khỏe ạ. Dạ. À, chú chân này khổ không quý vị? Bắt ốc nè. Dạ rồi chào cô chú nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Và bây giờ tụi em ghé bên một căn nhà rất là cái nhà anh Quốc vô đi cửa nhỉ không dám vô chó sủa quá trời quý vị ơi. Dạ đây là bên trong căn nhà của anh Quốc chị Hiền hả? À, nhà cửa quý vị ơi. Ngủ tấm nệm cũng ủ tấm nệm thấy rách rồi mà ta. Dạ. Rách thì cho chắc pha phập phình nhiều quá. Trời chị nuôi 3-4 chó luôn hả? Này cũng do bà chủ đất đó. Nó qua đây nổi luôn hết. Đây là nhà cửa anh chị ở nè quý vị ơi. Nấu ăn mà giờ còn nấu cái nồi son đen rồi quý vị. Nấu bằng bếp củi. Bếp củi hả? Dạ. Ủa sao có bếp ga mà không nấu hả?
không có tiền nữa gái. Anh chị làm bên nghề gì? Anh chị làm bên cái gì? Phụ hồ. Chồng phụ hồ em giống như ai nhờ làm gì làm phụ đó. Ủa hai anh chị có em bé chưa? Dạ chưa. Ủa hai anh chị có giấy tờ gì không? Dạ không. Không có giấy tờ nên không đi làm công ty được hả? Dạ. Rồi hai anh chị chích vắc xin gì chưa? Dạ chưa luôn, không có giấy đâu, em được đâu đi chích đâu. Ủa hồi xưa mà làm gì mà không có giấy tờ vậy? Có giấy nhiều mất giấy. Mất hả? Mất. Anh tìm hồ sơ gốc để làm lại được không? Qua dịch mới làm được. Còn chị Hiền? À, em nhà em mà bị cháy làm cũng được. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà bị cháy nhưng mà lục lại hồ sơ trên ủy ban được mà. Tính xã còn mà. Nhà làm lại thì nó công an nói gì nó là bọt. Như là người ta cái chú mà hồi đó ở đó thì được, cũng đi rồi. Giờ nói cái người ta nó không chịu xác định là nhà cái, trong cái ủy ban nó có cái hồ sơ gốc nằm ở trong cái bộ tư pháp á, phòng tư pháp á. Mình làm mấy vụ đó thôi, nói chung là cái mình phải làm gì phải có giấy tờ nó dễ xin việc dễ làm, không có giấy tờ khó lắm. Ở đây chúng gọi là gì ta? Ở người Khmer cũng có cái kiểu nhà sàn hả? Nó dựng lên ở vậy, có nó độc lạ luôn quý vị ơi. Bữa giờ tình hình dịch bệnh 3-4 tháng nay thì anh chị ở nhà không làm hết hả? Vậy cũng đâu có nguồn thu nhập gì đâu để sống hả? Xin đồ ăn. Giống như có mạnh thường quân đồ vô cho đồ ăn thì thôi. Thì hôm qua tụi em cũng có phát quà từ thiện cho bên mình rồi đó. Thì ngày hôm nay em có được sự giao duyên của một mạnh thường quân là cô Yến Trần bên Mỹ. Thì có nói là có gặp hoàn cảnh khó khăn nào thì gửi cho anh chị 500.000. Và bây giờ em sẽ nhờ anh Chính Rau gửi cho anh chị nha. Dạ, chào Bình Định. Dạ, anh chào anh chị. Thì hôm nay sự giao duyên của Bình Định vô yêu đây. Và chị Yến Trần không? Yến Trần ở bên Mỹ. Dạ. Thì có gửi cho anh chị 500.000 để xây sở trong mùa dịch. Dạ, thì hôm nay là nói chứ đến đây thì thấy nhà chị ở về thì cái nói chung là tụi em cũng rất là buồn. Nhưng mà bây giờ dịch bệnh quá thì tụi em cũng không có làm gì được hơn thôi, em cũng gửi cho anh chị 500.000. Có nhà cửa rất là khổ sở luôn quý vị ơi. Đó, em quay cái nhà cho mọi người cùng xem ạ. Trời ơi, ở đạo nha, một miếng đất ở đạo mà mưa gió chắc dột không chị? Dạ dột, tối đi dột, đâu ngủ được. Trời mưa gió dột cho hai chồng ôm ngủ còn sướng. Ôm ấm áp luôn, trời lạnh mà. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị nha. Và bây giờ em với anh Chến sẽ ghé một căn chòi tiếp theo nha quý vị. Ủa, đây là mình dựng chòi ở vậy hả chú? Dạ, chòi của người ta cát rồi mình cho mình thấy mình khổ cho thuê rẻ. Dạ. Ở đây thuê nhiêu tiền phòng tháng? Thuê có 1 triệu mấy à. Ở căn phòng này quý vị ơi. Dạ. Con chú này chú ở đây với ai? Ở có mình lên. Dạ, vợ mình con chú vợ đâu con à? Chú thôi lâu rồi, coi như con thì có đưa thằng trai một mà thôi rồi mình lên đây tự làm đó, rồi bị kẹt hết trên này á rồi không có về quê được. Dạ. Về bốc vác xà bằng á, về bốc vác á. Dạ. Dạ. Và bây giờ em sẽ quay xung quanh nhà của chú. Dạ. Nhà ở đơn giản thôi mà tới 1 triệu mấy tháng à chú? Dạ, 1 triệu mấy là mình điện nước luôn hay sao? Điện nước luôn. Còn mùa này coi như người ta không có lấy. Dạ. Mùa này mấy mùa có biết nè. Ủa nãy chú nói là chú không có vợ có con hay sao? Dạ. Chú quê ở đâu nè? Quê ở Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Chú làm công việc gì vậy? Làm nghề bốc vác xà bằng á. Dạ. Thì mấy tháng nay là chú nghỉ làm? Nghỉ làm là mùa Covid tới giờ 3 tháng mấy rồi. Trời. Không có làm nữa. Rồi ở đây thì chú có ai hỗ trợ chú không? Hỗ trợ thì nói chung là cũng có, mà mùa Covid này cũng có hỗ trợ. Dạ. Thì ngày hôm qua thì con cũng có thấy cái xe rau với lại gạo luôn đây. Đúng. Thì cũng có cho chú đồ ăn đồ không? Có. Dạ, thôi vậy cũng con cũng mừng. Dạ. Thì nói chung là cái mùa này thì ai cũng như nhau hết, giàu nghèo hay là đúng, cũng như nhau hết chứ không có phân biệt ai hết. Dạ. Thì nói chung là tụi con cũng đến đây là để giao duyên với cái chị Tú bên đây. Dạ. Thì con cũng đến đây là ban ngày, có hôm con cũng có đến một ban đêm. Nhưng mà con không có thấy cái nhà của chú. Thì hôm nay con có thấy để con
con với lại anh Định đây thì ghé thăm nhà chú trước đó, thì coi cái cuộc sống của chú như thế nào. Giờ đây có được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là chị Yến Trần ở Mỹ, và có gửi cho nói con á, là gặp những hoàn cảnh nào khó khăn thì gửi 500.000 để cho cô chú sinh hoạt trong cái mùa dịch ở Sài Gòn này á chú. Và bây giờ con nhờ anh Chính gửi cho chú 500.000. Đây là của anh gì? Chị Yến Trần ở Mỹ. Chị Yến Trần ở Mỹ thì giao duyên với tụi con. Thì nói chung là giao duyên với Bình Định chứ phải con. Thì gửi cho chú là 500.000. Để sinh hoạt trong cuộc sống mà cái mùa dịch này nè. Dạ chú xin chung của hết lòng nhiều với chú. Chú cảm ơn cái chị Mỹ đó với mấy em. Dạ. Rồi. Chúc cô Yến qua mùa dịch này sức khỏe đầy đủ để an tâm mà do công việc tới. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Và đây là xung quanh cảnh nhà của chú nè quý vị ơi. Ở một cái căn chòi mà ở một mình, không vợ không con luôn quý vị ơi. À, hôm nay được sự giới thiệu của chị hàng xóm mà nãy mà em có phát quà đó quý vị ơi, giới thiệu cái em này. Thì cũng gặp hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. À, em ở một mình hay sao em? Dạ em ở một mình. Ba mẹ em ở dưới quê ly dị nhau. Thì anh cũng có nghe cái chị hàng xóm nói là em cũng gặp khó khăn á. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16 tuổi. Là cha mẹ em ly hôn rồi hả? Dạ, giờ em ở một mình hả? Dạ đúng rồi. Vậy trước dịch em làm công việc gì em trai? Dạ trước dịch em làm bạc á anh, máy hiên quay ra quay vô á. Công việc đó đủ sống một tháng nhiêu tiền? Dạ em tháng 4,5 triệu. Rồi em có tiền đó hồi đó trước dịch em có gửi về quê cho mẹ không? Dạ có, em gửi nhiều tháng 2 triệu rồi giờ anh trên đây em ăn uống ít lắm. À, ở đây mình có trả tiền trọ đủ hay là có nợ nó thiếu gì không? Dạ em đang nợ trọ gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng hả? Dạ. Rồi chủ trọ nói sao? Chủ trọ nói chờ hết dịch thì con trả con gửi bớt cũng được, nhưng mà con đang kêu ba mẹ gửi tiền lên, chừng nào đỡ dịch một xíu gửi tiền lên trả cho anh ta. Ở đây dịch bệnh chú trọ có giảm tiền nhà mình không anh? Dạ giảm 200 còn 800. À, còn 800 phần là phòng đó 1 triệu hả? Dạ. Ủa phòng đó trời nắng chắc nóng lắm á, tôn không nè quý vị ơi. Trời nắng nóng không? Trời nóng. Em tự nấu ăn hay sao? Dạ em tự nấu ăn. Bây giờ em chỉ trông cho hết dịch để em làm lại công việc cũ hả? Dạ đúng rồi. Bên chủ cũ có thông báo khi nào làm không hay sao? Dạ chưa. Đi tướng chúng đi hốt đi cách ly quá vậy cha. Hôm nay là cũng nhờ sự giao duyên của anh Bình Định dấu yêu. Thì anh có đến đây thì gửi tiền của chị mình này. Chị Yến Trần. Chị Yến Trần ở bên Mỹ gửi cho em 500 ngàn để trang trải trong cái mùa dịch. Thì để cho em xoay sở trong cuộc sống ha. Này cũng ít lòng nhiều nha em. Dạ. Con cảm ơn cô Yến Trần, chúc cô sức khỏe. Rồi ok, cảm ơn em ha. Dạ. Nãy giờ em nấu cơm ăn chưa? Dạ chưa. Sáng giờ em ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn quá mấy hả? Này, mới ngủ dậy hả? Mới nay ăn mì. Mới ăn mì hả? Không có ăn hả? Ờ, ngày hôm qua có rau củ quả không? Dạ có. Có đúng không? Tưởng không có. Vậy thì rảnh thì nấu ăn đi chứ con trai chứ cũng làm biếng nấu ăn cái gì? Dạ. Làm biếng nấu ăn cứ ăn mì tôm thì ốm thôi chứ gì đâu.